Thưa quý vị, ngày hôm nay đã diễn ra các trận đấu của vòng 11 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023. Trong đó thì tâm điểm chú ý được hướng về trận đấu sớm giữa hai đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 trong trang phục áo vàng đọ sức với câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam trong trang phục màu đỏ. Sau khi hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều, thì Thúy Hằng đã mang tới niềm vui cho câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam bằng bàn thắng mở tỷ số ấn tượng. Bị dẫn trước khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đẩy cao đội hình lên tấn công và cuối cùng cũng có bàn gỡ hòa một đều trên chấm 11m của Thúy Trang. Chung cuộc, một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Ở các trận đấu còn lại, câu lạc bộ Hà Nội 1 có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Thái Nguyên TVT để tiếp tục dẫn đầu. Phong Phú Hà Nam thì có chiến thắng 3-0 trước Hà Nội 2. Còn hai đội cuối bảng là câu lạc bộ Sơn La và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 hòa nhau với tỷ số 1 đều. Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa đến với những diễn biến nhanh của vòng 11 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Một vòng đấu mà chắc hẳn là quý vị khán giả cũng có thể dễ dàng nhận thấy một đội bóng đã bất hơn so với hai đối thủ còn lại trong cuộc cạnh tranh cho vị trí top đầu. Và để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về sự hấp dẫn đang diễn ra tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, thì ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với một khách mời vô cùng xinh đẹp đang có mặt trong trường quay của bản tin 360 độ thể thao. Xin chào đón chị cựu tuyển thủ quốc gia Ngọc Trâm. Chào bạn, chào tất cả mọi người ạ. Vâng ạ, như chị Trâm và quý vị khán giả cũng vừa có thể theo dõi là ở lượt trận vừa qua thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã bị Than Khoáng Sản Việt Nam cầm hòa với tỷ số là 1 đều. Và trước đó thì cô trò huấn luyện viên Kim Chi cũng đã cho thấy những dấu hiệu hụt hơi của mình trước một đối thủ cũng đang cạnh tranh, đó chính là câu lạc bộ Hà Nội 1. Vậy chị Ngọc Trâm có thể phân tích một chút về cái dấu hiệu hụt hơi của cô trò huấn luyện viên Kim Chi ở mùa giải năm nay, khi mà họ đã từng thống trị giải vô địch quốc gia trong suốt những năm vừa qua một quãng thời gian rất dài ạ? Chính xác thì thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy rằng là cả quá trình thi đấu cũng như các giải vô địch quốc gia cũng như trận siêu cúp quốc gia gần đây nhất thì Trâm có xem giữa đội tuyển Hà Nội 1 cùng đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh đá trên sân PVF thì kết quả chiến thắng vẫn nghiêng về đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên ở giải đấu vô địch quốc gia năm nay thì chúng ta thấy rằng là vẫn là ba cái tên mà từ cái thời Trâm thi đấu cũng vẫn là những cái tên Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Than Khoáng Sản Việt Nam. Tuy nhiên thì những cái đội bóng như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội vẫn là những đội bóng có nhiều thành tích tốt nhất. Năm nay có một cái tên nổi trội đã cạnh tranh cái ngôi vị của các anh lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1, đó là đội tuyển Than Khoáng Sản Việt Nam. Ở những trận cuối của vòng của giải quốc gia chúng ta thấy rằng đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh đã có những dấu hiệu chững lại. Trâm thấy rằng đó không phải là chỉ năm nay đâu, mà có lẽ từ đầu mùa giải đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái sự yếu hơn, đặc biệt ở trong hàng tấn công chúng ta đã thấy là thiếu vắng một Huỳnh Như. Bên cạnh đó thì Thùy Trang năm nay cũng đã có cái dấu hiệu của tuổi tác, mặc dù trận đấu ngày hôm nay Thùy Trang đã có một cái bàn thắng sút phạt đền thành công, tuy nhiên đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh cần nhiều hơn nữa. Mặc dù bên cánh vẫn có Bích Thùy ở hàng phòng thủ, vẫn có một thủ môn Kim Thanh, tiền vệ vẫn có một Thùy và một tiền vệ Thùy Trang, tuy nhiên chúng ta vẫn có lẽ mọi người vẫn còn nhớ hình bóng của Huỳnh Như. Vâng, thực ra là chúng ta cũng có thể hiểu được là việc một đội bóng có thể thống trị một giải vô địch quốc gia lâu đến như thế là một việc rất là bất khả thi. Ngay cả với những đội bóng hàng đầu trên thế giới thì điều này cũng là không thể. Có lẽ thời điểm này chấp nghĩ rằng đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đang dần dần trẻ hóa và họ đã có những cái lứa để thay thế. Giống như Hà Nội 2-3 năm trở lại đây thì họ cũng đã có những cái lứa cầu thủ mới để thay thế các cầu thủ kỳ cựu. Và năm nay chúng ta thấy rằng Than Khoáng Sản Việt Nam họ đang có trong tay những cầu thủ rất là xuất sắc. Vâng, và với một cái kịch bản khó đoán đến như vậy thì chị đánh giá như thế nào về cuộc cạnh tranh giữa những đội bóng dẫn đầu qua từng vòng đấu và chúng ta đã thấy những sự thay đổi như vậy ạ? Trâm đã từng thi đấu với tất cả các cái đội bóng mà chúng ta đã được đọc tên vừa qua thì Trâm thấy rằng những trận đấu đối với tuyển Hà Nội 1 và đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn là những trận derby. Bên cạnh đó thì với đội tuyển Than Khoáng Sản Việt Nam chúng ta thường thấy rằng họ luôn luôn là cỗ xe tăng ngáng đường của các đội bóng đang băng băng về đích, và năm nay cũng vậy, đội tuyển Than Khoáng Sản Việt Nam họ đã có một giải đấu rất thành công. Hiện tại bây giờ có thể chúng ta vẫn còn những 3 trận đấu, 3 vòng đấu cuối cùng, chúng ta chưa thể nói trước rằng là năm nay ai sẽ là đội lên vương. Trước trận đấu này chúng ta nói rằng đội Than Khoáng Sản Việt Nam có nhiều cơ hội nhất, tuy nhiên sau trận đấu này thì đội Than Khoáng Sản và Thành phố Hồ Chí Minh đang cầm chân nhau, họ đã phải chia đôi điểm với nhau. Đội tuyển Hà Nội 1 đã có 3 điểm rất quan trọng và quý giá, 28 điểm cách biệt 2 điểm giữa hai đội, thì Trâm thấy rằng cơ hội vẫn chia đều cho 3 đội đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam. Tuy nhiên thì năm nay Trâm thấy rằng Trâm đặt có thể rằng là mình vẫn cứ ưu ái Hà Nội 1. Tuy nhiên nếu như để nói điểm rơi phong độ cũng như những cầu thủ xuất sắc đang
đứng trong hàng ngũ đội tuyển than khoáng sản Việt Nam rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là đội than có một hậu vệ Lê Thị Thu Thương cũng như là Diễm My đang thi đấu rất tốt và xuất sắc, không chỉ ở câu lạc bộ mà còn ở mức đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó một tiền vệ Dương Thị Vân, một cầu thủ chúng ta có thể thấy rằng một thân hình rất là nhỏ bé, tuy nhiên thì em hoạt động không mệt mỏi và ngày hôm nay cũng vậy. Và một tiền đạo trẻ tiềm năng Nguyễn Thị Thúy Hằng, thì chúng ta thấy rằng hiện tại là đội tuyển than khoáng sản Việt Nam đang có một cái sống từ hàng hậu vệ, hàng tiền vệ đến hàng tiền đạo. Các em đã có quãng thời gian thi đấu rất là tốt ở đội tuyển quốc gia Việt Nam và bây giờ khi mà về cống hiến cho câu lạc bộ thì với những kinh nghiệm, với những thi đấu ở trên đội tuyển thì hiện tại cái phong độ đang rất là ổn định. Vâng, chúng ta có thể thấy là việc mà huấn luyện viên Mai Đức Chung trao rất nhiều cơ hội cho những cầu thủ trẻ thì cũng đã giúp tôi luyện những cái bản lĩnh thi đấu của họ để giờ đây khi mà họ trở về khoác áo của câu lạc bộ chủ quản thì việc họ thi đấu hiệu quả hơn và tự tin hơn trong màu áo của câu lạc bộ chủ quản cũng đã đem đến những sự cạnh tranh nhất định cho giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, phải không ạ? Còn với đội bóng mà chị từng khoác áo, câu lạc bộ Hà Nội 1 thì sao? Em nghĩ chắc chắn là lúc này thì ban huấn luyện cũng đang rất khát khao để họ có thể có cho mình đứng chung vô địch đã chờ đợi từ rất rất lâu rồi. Trâm vẫn còn nhớ rằng và cũng có tâm sự chia sẻ với những người đồng nghiệp của Trâm và bây giờ các em cũng đang huấn luyện chính đội bóng Hà Nội 1. Mọi người cũng rất là buồn cười, mọi người rất là chiến thắng trong tầm tay. Trâm nhớ trận đấu gần đây nhất khi Trâm xem Hà Nội 1 thi đấu đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh tại sân bóng PVF. Đội Hà Nội đã có chiến thắng 2-0 ở hiệp 1. Tuy nhiên thì hết hiệp 2 thì kết quả là 2-2, rất là đáng tiếc. Và đến bây giờ thì tất cả các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội tuyển Hà Nội 1 khát khao chiến thắng vô cùng, không chỉ giải vô địch quốc gia mà kể cả giải cúp, siêu cúp quốc gia. Nên là trận năm nay có lẽ là một sự đổi máu. Cá nhân cho được biết rằng đã có sự thay đổi về thành phần ban huấn luyện, đã có sự thay đổi một chút về kỹ chiến thuật. Thì rất mong rằng đội bóng mà Trâm đã từng khoác áo cũng hy vọng rằng năm nay với cái khát khao, với cái mong muốn rằng là cái ngôi vương năm nay sẽ về Hà Nội. Vâng, chúng ta đã vừa nói rất nhiều về những diễn biến đã diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay tại vòng 11 của giải vô địch quốc gia. Và xin mời chị Trâm cùng với quý vị khán giả hãy cùng xem là với kết quả của những trận đấu đã diễn ra vào chiều ngày hôm nay thì cục diện trên bảng xếp hạng đã thay đổi như thế nào và chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những lịch thi đấu sẽ diễn ra tại vòng 12. Khép lại vòng đấu này, câu lạc bộ Hà Nội 1 vươn lên dẫn đầu với 28 điểm, đứng ngay sau là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 với 26 điểm. Băng điểm nhưng đội đầu bảng ở vòng đấu trước là Than khoáng sản Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3. Câu lạc bộ Phong Phú An Nam thì đứng ở vị trí thứ 4 với 19 điểm. Đứng cuối cùng của bảng xếp hạng vẫn là câu lạc bộ Sơn La khi chưa có được điểm số nào. Vào ngày 22 tháng 12 sẽ diễn ra 4 trận đấu của vòng 12. Trong số 4 trận đấu này, tâm điểm sẽ là cuộc đọ sức giữa Than khoáng sản Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội. Nếu như câu lạc bộ Hà Nội 1 giành chiến thắng trong trận đấu này thì sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch. Còn câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam nếu thắng cũng có cơ hội cạnh tranh song phẳng trước vô địch với đội bạn. Chắc chắn là vòng đấu này sẽ còn rất nhiều những bất ngờ xảy ra. Vâng, vừa rồi chính là lịch thi đấu của vòng 12 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và tâm điểm chắc chắn sẽ hướng về cuộc so tài giữa câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội 1. Với chị Ngọc Trâm, chị có nghĩ đây sẽ là một bước ngoặt của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm có nay không ạ? Đây cũng là một trận chung kết. Với giải đấu bóng đá nữ năm nay thì có lẽ rất nhiều trận chung kết chúng ta được mong chờ, cũng như là một trận chung kết ví dụ ngày hôm nay chẳng hạn, những cặp đấu gần như là những trận chung kết ngược. Với lượt đấu tiếp theo thì đội tuyển Hà Nội 1 cũng như là đội Than khoáng sản Việt Nam, nếu như đội nào có chiến thắng thì đội đó có lẽ với Ngọc Trâm nghĩ rằng đội đó sẽ giành chức vô địch sớm. Vâng, và chắc chắn là trong giai đoạn này thì không một đội bóng nào muốn là mình kém may mắn và sẩy chân cả, bởi vì chỉ cần là cho dù là gặp những đối thủ dễ chơi nhưng mà chỉ cần là họ sẩy chân một chút thôi thì đối thủ cạnh tranh của họ ở thời điểm hiện tại thì sẽ nhanh chóng bứt phá hơn trong cái cuộc đua vô địch năm nay, phải không ạ? Vậy thì cho biết là vẫn còn hơi sớm, thế nhưng chị Ngọc Trâm nghĩ như thế nào về chủ nhân của chức vô địch giải bóng đá nữ năm nay ạ? Với một khát khao, Trâm nghĩ rằng năm nay có lẽ là một bước chậm lại của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, thì có lẽ là một sự bứt phá của đội tuyển Than khoáng sản Việt Nam và sự vươn lên của đội tuyển Hà Nội 1. Khát khao chiến thắng của hai đội, Trâm nghĩ rằng 50-50 cho Hà Nội và Than khoáng sản. Có lẽ năm nay cũng là một năm thành công của đội tuyển Than khoáng sản Việt Nam. Vâng, và xin chúc cho chị Ngọc Trâm sẽ có thật nhiều sức khỏe và chúng ta hãy cùng nhau để cùng theo dõi những phần còn lại của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và cùng sẽ đoán xem là chủ nhân của chức vô địch quốc gia bóng đá nữ năm nay sẽ là ai ạ. Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác của bản tin 360 độ thể thao. Thưa quý vị khán giả, tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Hải Phòng đã giành thêm một chiến thắng nữa để tiến vào nhóm 4 đội dẫn đầu tại giải bóng đá vô địch quốc gia V-League Night Golf 2023-2024 cho đến thời điểm hiện tại với 10
11 điểm, chỉ ít hơn 2 điểm so với đội đầu bảng BKMX Bình Dương. Và bí quyết thành công bước đầu cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là đâu? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu. Tất nhiên rằng là trong bóng đá thì nó cũng có một chút gì đấy duy tâm. Đó là lời lý giải ngắn gọn nhưng cũng đã đầy đủ của huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hải Phòng cho lý do đội bóng này đã thường xuyên sử dụng áo trắng làm áo thi đấu sân nhà của mình mùa này. Cũng như đội tuyển Việt Nam, câu lạc bộ Hải Phòng thường lấy màu đỏ làm trang phục sân nhà và sân khách là màu trắng. Vậy nên ở giai đoạn năm 2009, khi đội tuyển quốc gia của chúng ta thường xuyên mặc áo trắng ở tất cả các trận đấu bất kể sân nhà hay sân khách, thì nay câu lạc bộ Hải Phòng cũng áp dụng công thức thành công này cũng là điều dễ hiểu. Bởi có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, trắng đồng âm và cũng đồng nghĩa với chiến thắng. Cũng liên quan tới V-League 2023-2024, tuần qua sau khi có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã tiếp tục đón nhận những tin vui. Cụ thể thì đội chủ Sơn Vinh vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với câu lạc bộ Mito Hollyhock tới từ Nhật Bản. Chương trình hợp tác giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Mito Hollyhock sẽ kéo dài trong năm 2024. Đội bóng tới từ Nhật Bản sẽ tư vấn hỗ trợ Sông Lam Nghệ An xây dựng hệ thống quản trị, quản lý đội bóng theo mô hình chuyên nghiệp để không chỉ tự chủ trong lĩnh vực chuyên môn bóng đá mà còn độc lập trong khả năng vận hành đội bóng và thu hút đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho câu lạc bộ. Ngoài ra, sự hợp tác này còn mở rộng trong công tác đào tạo trẻ, liên kết giữa hai câu lạc bộ để phát triển quảng bá hình ảnh. Từ đó tìm kiếm thêm những cơ hội hợp tác, tài trợ mới góp phần giúp đại diện Việt Nam phát triển bền vững lâu dài theo định hướng chuyên nghiệp. Cũng ở thời điểm hiện tại thì giải bóng đá sinh viên SV Cup 2023 đang diễn ra rất nhiều những trận đấu hấp dẫn của vòng bảng. Và ở lượt trận thứ 2 thì người hâm mộ đã được chứng kiến những cơn mưa bàn thắng được tạo ra. Trận đấu nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu giải đấu đến lúc này đã xuất hiện trong loạt trận diễn ra vào hôm nay. Có tới 10 bàn thắng được ghi ở cuộc so tài giữa Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội và Trường Đại học Trà Vinh. Ở trận đấu này, đội bóng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội thắng chung cuộc 8-2 để vững vàng ở ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Ở một số trận đấu khác, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh thắng 2-0 Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Ở trận đấu muộn nhất, Đại học FPT thắng 2-0 Đại học Văn Hiến.